Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui khi được quý vị các bạn ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình ghé nhà anh Thanh Chí ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ để làm clip về những cây phôi và một số cây tàn và một cây tàn khủng cho quý vị các bạn cùng giao lưu nha. Rồi, xin chào anh Tấn ơi, chào tất cả các anh em chú bác ủng hộ cả mấy lâu nay nhiều clip. Bữa nay em về cái lô cũng khá là nhiều cây, 4 cây mai vàng và 3 cây ổi và 4 cây trang, trang đỏ lá chung. Mong anh em ủng hộ, gần xa ủng hộ em clip này mau lẹ. Một cây đầu tiên, cây phôi đi. Rồi, thấy cây này lên trước hả? Rồi, trước cây số 1 nha anh em. Cây này cây mai vàng, bộ đế cũng khá khủng, quái anh em, hình thú. Cái này có mặt thẹo rễ nè anh em, có lỗi mặt thẹo rễ. Đây thì đế rất đều anh em, chiều cao có cái em nói là 66 nha anh em. Hoành là 66 luôn, cao 66, hoành 66 luôn. Rồi, cây này có mã số 1 là giao lưu với anh em là 9 triệu. Rồi, 9 triệu anh em ơi. Giá này là giá đang bán rút vốn, lỗ vốn nha anh em. Này ra đi cho nó lẹ chút. Rồi, số điện thoại của em là 0932866660, là cũng là số Zalo của em. Rồi, tới cây số 2 anh em ơi, cũng là mai vàng luôn. Chiều cao của em nói là 70. Cái này đế rất lực nha anh em, đế đều hết luôn. Cái này thân cắt lại rất đẹp, em cắt xương xương về anh em nào cắt lại cắt. Cây này 67 hoành nha anh em, 67 hoành. Bộ đế này, cái củ đế này nó củ đặc đi, củ đặc nó khoảng 80 nha anh em, củ 80, củ đặc 80. Rồi, cây này có mã số 2, cây này giao lưu với anh em là 13 triệu anh em ơi. Mã số 2 13 triệu, cây không có lỗi nha anh em. Bao xếp 200 km, chia cành, cái này là chia cành không à. Đi ra. Rồi, cái này có mã số 3 mai vàng, mã số 3. Cây này rất quái khủng nha anh em, bộ đế nó rất lực. Cao của em này là 92 nha anh em. Cao 92. Ừ, đế là bắp bắp. Rồi, rồi cây này. Cây trực lắc nha anh em. Chi cành rất đều. Nói đủ chi cành nữa. Trực lắc. Anh em bây giờ cắt lùn chút nó lắc chứ. Đế này khỏi chê anh em ơi. Quá dữ rồi. Để lên nó là chồng xuống là nó lòi luôn cục đế nè, đế nó xuống không nha anh em. Cây rất quái. Trực lắc. Em đo cái hoành này nó hai chỗ đi, mày cho lên múc trong chỗ cái eo này là nó 49. Còn xuống dinh đến tử này là nó 67 nha anh em. Như luôn dính tử là 67. Cái này có mã số 3 nha anh em. Mã số 3. Giao lưu với anh em là 15 triệu. Mã số 3 15 triệu nha anh em. Trực lắc rất đẹp. Số điện thoại của em là 0932866660 là số Zalo của em.
Rồi tới cây mai tàn luôn anh em ơi. Cái mai tàn này mà nụ quá trời nụ luôn rồi. Cái báo sơ bộ chiều cao ơi. Chiều cao nó khoảng 4 mét anh em ơi. Cái này dạng tàn đào nha anh em. Cái này em buộc lại. Cái này đang buộc lại em xả ra sợi ra ra lộ. Tàn nó rất cũ. Chiều cao khoảng 8 mét. Ê 4 mét. Ngang nó khoảng 3 mét à. Nhưng mà em cuột lại không có dám bung ra. Dạng tàn đào nha anh em. Nụ rất dày đặc nha anh em. Này anh em về chân Tết luôn là vừa luôn đó. Nụ quá trời nè. Che cái tay phía sau, che cái tay phía sau. Che cái sau mặt bông á. Nụ nè. Quá trời nụ đặc cứng luôn tới trên. Điều trơn luôn á. Cứng ngắt luôn. Ngắt luôn. Cái này em cắt ổn quá, bông chủ nhà nói là chỗ bông cái là nó cứng cây luôn á. Bông có biết mấy cánh nhiều không? Nó là 5 7 cánh 9 cánh gì tùm lum, chủ nhà nói tùm lum cánh nhưng mà nó chỗ cái là cứng cây cho. Chưa thấy bông, không có dám khẳng định là nụ nó cũng còn nhỏ, ra mình chưa có thấy rõ được. Mới nụ à. Đó. Cây này đúng rồi, kịp Tết luôn à. Tết luôn ha. Ừ, kịp Tết luôn á. Rồi cái này là giao rồi về là chiếc Tết luôn á. À, cái này em bao xếp luôn 200 km. Anh em nào ok là với em là tới nhà em nhận tiền luôn. Chỉ cần alo là em chở xe tải liền. Rồi vô hoạch anh ơi. Này dán thú nha anh em. Dán quái thú. Hoành nó, cây này nó có tử, nó có cái dính là 64 hoành anh em. 64 hoành. Cái này đo xích xuống nữa 70, 70 mấy nè. Dữ lắm, cây này nó nở cây nè, đo xích xuống là 70 luôn. Chân nó, chân bắp nè, chân trước nè. Nói chung là đế nó quậm xuống cho cây này là cắt, không có cắt nhiều cọng rễ vậy. Xuống hết luôn. Cây này cắt chỉ có một cọng rễ một à. Rễ phía sau này nè. Qua bên đây mặt đây là đẹp nhất. Thoát thân nha. Nó thoát thân lên khoảng 38 là nó có chì cành nha em. 35. Qua đây lặn cho anh quay, trời ơi, có lẽ. Rồi, xích vô luôn, mặt này đẹp. Rồi, cái này giá, báo giá với anh em là 65 triệu nha anh em. Để em bao tiếp 200 km. Dạ. Chơi Tết luôn, cái này chơi Tết luôn. Anh em alo em là em chở xe tải trong vòng 200 km là tới liền. Rồi, chưa để đi qua đây vòng. Này dạng tàn đào nha anh em. Rồi 65 triệu. Số điện thoại của em là 0932866660 là số Zalo của em. Cây cao 4 mét nha anh em. Và ngang khoảng 3 mét. Mà em gịch lại cho không có dám bung tàn. Hay sợ ve ra lộ quay xe tải. Đường kính bầu cây này nó 1 mét. 1 mét á. Rồi tới trang anh em ơi. Tới trang đỏ lá chung. Cái này vàng lá chung anh em. Hàng rất hiếm à. Cây này rất dài. Này cao nó là 49 anh em. Cây liền cây nha anh em. Cái này có cái thân lắc rồi rất đẹp. Cắt rồi rất đẹp. Rồi nó hoành cũ nè. Hoành cũ này tổng luôn cây liền nha anh em. Là 48 nha anh em. 48. Rồi. Rồi cây này có mã số
số 5 là cây trang đỏ lá chung anh em, vàng lá chung vậy, vàng lá chung anh em, mã số 5 6 triệu anh em ơi, 6 triệu. Rồi, mã số 5 6 triệu trang vàng lá chung. Rồi tới trang đỏ lá chung anh em, mã số 6 trang đỏ lá chung. Trang đỏ lá chung anh em. Rồi cao nó là 125. Cao 125 anh em. Già cốc. Cái này già dữ lắm anh em. Này 22 hoành anh em. 22 hoành. Cái cũ dưới này đâu không được. Có cũ nha anh em. Rồi cái này có giá là cái mã số 6 có giá là 5 triệu. Trang đỏ lá chung anh em. Rồi tới cây số 7. Trời không đem luôn cây đỏ luôn. Rồi tới cây đỏ nhung anh em. Cái này là cây đỏ nhung. Đỏ nhung anh em. Chiều cao nó là 2 mét nha anh em. Cái tán nó khoảng 1 mét. Đang dù. Đỏ nhung anh em ơi. Rồi cái này 22 hoành luôn anh em ơi. Có mã số 7 cái nào, có mã số 7. Cái cũ rất nở anh em. Số 7 là có giá 4 triệu anh em ơi. Trang đỏ nhung anh em. Có giá 4 triệu. Rồi. Tới cây số 8. Cây đỏ lá chung số 8 nha anh em. Số điện thoại của em là 0932866660, cũng là số Zalo của em. Rồi cây này là trang đỏ lá chung. Cây này là thần chậu nha anh em. Tương đương khoảng 2m2 nha anh em. Nó thoát thân khoảng 1m5 là nó lên cái tầng dù. Chêm anh cái. Lên cái tầng dù khoảng 1m5 nó thoát thân có 1m5 nha anh em. Cái này thân dưới này là nó 27 nha anh em. Lên trên này thân này nó trẻ ra. Thân này cũng tương đương. Thân này to trên nhỏ này nè, 13. Tàn dù nha, em cây này tầng chậu em bẻ nó cái tàn dù xong rồi. Cái này có mã số 8. Cái này có mã số 8 nha anh em. Cây này 9 triệu anh em ơi. Mã số 8 9 triệu. Chín triệu nha anh em. Cây này thần chậu à, không sợ mất chút. Rồi tới còn 3 cây ổi anh em ơi. 3 cây ổi khá là khủng. Rồi cây ổi này cao là 1m5. Ổi này ổi chim mẻ xưa anh em, nói chung là ổi xưa đó. Không có theo dít vậy, chia cành không à. Em dịch chia cành không à. Cái này em xuống làm chia cành luôn. Cái này không có thúi, không có gì hết. Tại em đục ra, nó cái nhánh nó đục ra. Cái hoành nó là 100 nha anh em. Da rất sần sùi hết à. Rồi cái này số 10, có mã số 10. Rồi cái này có giá là 9 triệu anh em ơi. Mã số 10.
9 triệu nha anh em. Mã số 10 9 triệu. Dạ, bao xếp 200 km. Rồi tới cây số 11 là cây ổi, cũng ổi xưa nữa. Cây này lái tiếp, lái xây cho anh đứng, đừng có án nữa trước, đừng án. Đây, rồi quay nửa vòng thôi, xây bên nó kẹt là đi được. Rồi cái cây này nó cao cũng khoảng mét rưỡi nha anh em. Rồi không có bị không có thẹo vết gì hết. Rồi cái cành phóng này mét rưỡi, mét sáu, mét bảy. Cây này em cắt trừ hao có nhiều cái dạng chơi đó. À, không có sao đâu, cành nó ổi mà nó vô nó thương chút mà cái cành nó nhỏ mà. Cây này đo hoành các anh. Đế này rất đều nha anh em. Cây này như để vú sữa vậy á. Cây này hoành là 86 nha anh em. 86 hoành. Cây này đế rất đẹp. Rồi cây này có mã số 11. Là cây này 13 triệu nha anh em. 11 13 triệu. Cái này có giá là 13 triệu nha anh em. Cây số 11. Ở số 11. Tới ở số 12. Chiều cao của em 12 này là nó 1 mét rưỡi luôn nha anh em. Xây qua vòng. Cao 1,5 m, cây số 13 cao 1,5 m. Rồi hoành của em nó là 70. Cây này là số 13. Cây này giao lưu với anh em là 6 triệu. Dạ, dạ, ở chị mẹ nữa. Số 13. 6 triệu nha anh em. Cây này không có thẹo dít gì hết. Số 13 6 triệu. Cây cuối cùng của cái clip này. Rồi chào tất cả anh em chú bác đã ủng hộ em. Mong anh em tiếp tục ủng hộ em cái clip này cho nhanh lẹ. Hẹn lại clip sau. Tạm biệt anh em.